Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức âm thanh cũng như ngắm nhìn cặp loa Schwinn Vega có model là E312. Vâng, cặp loa này Hùng Huyền Đông Anh đang ghép với chiếc âm ly mà rất nhiều quý vị và các bạn biết đến nó. Đó là chiếc âm ly Denon có model là PMA890D. Và đặc biệt là chiếc âm ly này còn có thêm một chiếc tem trứng. Vâng, 890D tem. Phải nói khi ghép cặp loa Schwinn Vega 312 và âm ly 890D thì quý vị và các bạn đã thưởng thức được một chất âm rất dày dặn, rất đặc trưng của loa Mỹ ghép với âm ly Nhật. Bộ âm thanh này không những nghe nhạc đa dạng nhạc mà quý vị và các bạn có thể hát karaoke nếu như có thêm một chiếc echo. Hiện tại, bộ âm thanh mà quý vị và các bạn vừa thưởng thức đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh và có mức giá bán là 35 triệu đồng. Vâng, tôi xin lỗi về mức giá. Cặp loa E312 và chiếc âm ly 890D tem trứng có giá là 32 triệu đồng, không phải là 35 triệu mà là 32 triệu đồng. Nếu như quý vị và các bạn lấy thêm một chiếc vang xịn nữa thì mới tới mức giá 35 triệu đồng. Hiện tại hai sản phẩm này đang được bán là 32 triệu đồng tại trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm bộ âm thanh mà vừa có thể nghe nhạc, vừa hát karaoke gia đình hay thì tham khảo bộ loa Schwinn Vega E312 và chiếc âm ly Denon 890D tem trứng. Sản phẩm đang có tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10 số 12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Tôi xin nhắc lại,
Những sản phẩm âm thanh từ bình dân đến cao cấp đang có rất nhiều tại trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Quý vị và các bạn có thể tham khảo trên fanpage, trên kênh YouTube và cũng có thể đến trực tiếp tại trung tâm để nghiên cứu, tham khảo cho mình một bộ âm thanh. Video clip của Hùng Huyền xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.